quen ăn rồi ăn như gì cũng được hết á. Ăn cái gì cũng được hết. Quen rồi chị ha. Quen và quen miệng ăn về rồi, đã có miệng ăn cá cái, ăn thích đâu. Cái lá sắn này là chị ăn được cái lá non, cái lá bự bự nó có ăn được không chị? À, lá bự bự đó thì hay nó đắng. Nó đắng hả? À, lá tơ mọc về này mới ngon nè. À, lá tơ mọc là nó ngon hơn. À, lá nó già rồi nó đắng. Không có mim nữa đâu. Lá vậy mới mim được nè. Nếu mình có tiền á, mình mua ít cá mình bỏ vô để ngon hơn á. Dạ. Subak Vlog mến chào cả nhà thân thương. Chúc cả nhà thân thương một ngày mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình và những người thân yêu của mình nha. Hôm nay Subak lại tiếp tục chia sẻ gửi đến cả nhà một hoàn cảnh người đồng bào Rắc Lây. Họ ở trên núi cả nhà. Ngay phía trước mặt cả nhà đang xem á là một cái căn nhà cũng khá là nhỏ luôn. Mình thấy thì chị đang ngồi bên trong, chị hút thuốc cả nhà. Mình vào mình tìm hiểu hoàn cảnh ngày hôm nay xem như thế nào nha. Phía bên này của căn nhà đó, xuống mắt thấy có mấy cái miếng ván để mà ngồi á. Ngồi đây rất là mát luôn cả nhà. Chỗ này thì cũng có thể là chỗ ăn cơm của họ này. Dạ, em chào chị. Chị cho em biết tên chị được không? Cái tên thì ngoan á. Chị ngoan? Dạ. Ngoan hả chị? Dạ. Dạ. Chị ngoan năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Chắc 40 mấy rồi á. Sinh năm 81 á. Dạ. Mình đang làm bắp hả chị? Làm bắp cho gà ăn. Bắp này là bắp đỏ hả chị ha? Bắp lai giống nhà nước cho nè. À. Thì cho con gà ăn chăn nuôi á. Ở trên này là mình nuôi gà hả chị? Nuôi gà với lại heo đó. Nuôi gà, nuôi heo. À. Rồi mình còn làm gì khác không? Có chứ, kiếm bề bà thôi. Kiếm bề bà. À, đi lên núi hả? Đi lên núi, đi kiếm măng đồ á. Dạ. Chị ở đây với ai? Với ông xã. À, ở đây với chồng. À. Anh chị có mấy cháu rồi? Hai cháu. Hai cháu. Gái, gái trai. Đứa gái đứa trai, đứa gái thì có chồng rồi, có cháu ông bồng rồi, còn đứa trai chưa có vợ. À. Trai là chưa có vợ. Trai chưa có vợ, trai 23 tuổi á. Vậy là bây giờ là hai cháu là đang ở dưới chị có nhà dưới làng không? Có nhà nhỏ thôi. Nhà nhỏ dưới làng. À, ở đây thì ba mẹ ở rẫy, còn con thì ở làng. À, có nghĩa là anh chị là ở trên rẫy. À. Còn con cái là ở dưới làng. À. Nhà nhỏ quá không đủ chỗ ở, lên này ở. À. Dạ. Rồi anh đi đâu rồi chị? Đi cắt cỏ cho bò. Anh nhà tên gì chị ha? Mai Quyên. Anh Vin. Mai Quyên, Quyên á. Quyên. À. Mai Quyên. Mai Quyên á. À. Anh đi làm từ mấy giờ chị? Khoảng 7 giờ đi cắt cỏ cho bò hơi sáng á. Đi cắt cỏ cho bò là cắt cỏ thuê hả? Không, cắt cỏ ở bè rẫy. Bỏ cỏ nó mất ở trên rễ xong rồi mình lâm cỏ non hết, cái cỏ non mất cỏ lại, cỏ non non lại xong rồi cắt cho bò ăn. Nhưng mà bò ở đâu anh? Bò đó. Bò mình nuôi. Bò mình nuôi á. À, anh chị nuôi mấy con bò? Hai con à. Bò nhà nước cho hay sao? Không à, vay tiền nhà nước mua chứ. À, vay tiền nhà nước mua. Dạ. Dạ, rồi trả hết nợ chưa? Chưa, làm chưa. Gì mà có tiền trả nợ hết vậy? Rồi hồi đó mình mua bò hết nhiêu tiền chị? Vậy đó thì được 100 triệu. 100 triệu xong rồi mình lâm một căn nhà nhỏ ở, xong còn bao nhiêu mình mua bò nuôi.
Là một căn nhà nhỏ ở. Dạ, ở với làng ta có nhà ở. À, là xây nhà với làng cho con cái đó đúng không? À, căn nhà nhỏ thuê cho con cái ở. Xong rồi còn hai vợ chồng ở rẫy. Là ở trên rẫy. Chị ở trên này lâu chưa? Được 3 năm rồi. 3 năm rồi. Dạ. Bắp này là mình trồng luôn chị ha? Mình trồng luôn á. Mình làm cỏ già xong rồi mình lấy thuốc mình xịt vô cái cỏ nhỏ nhỏ đó mình tốn bắp. Dạ. Tốn bắp thì chừng nào có trái thì cho gà ăn chăn nuôi á, đỡ tiền mình đi kiếm mua. Đỡ tiền mình mua. À, mua thì một ký nó mắc tiền lắm, một ký tới 10 ngàn luôn á. Là ý là mua bắp đó đúng không? Mua bắp á, lúa thì cũng 10 ngàn à, giống nhau á. Dạ. Còn bắp cũng 10 ngàn á. Cái bắp này ở trên này nó cũng như cái bắp kia vậy chị ha. Trồng nó không có được trái. Nó thiếu dinh dưỡng á, có mưa á. Nó nắng quá, không có mưa á. Này thiếu dinh dưỡng á. Thiếu dinh dưỡng. À. Là thiếu dinh dưỡng cái có nước mưa á. Có nước mưa thường xuyên thì bắp này có chứ nó tươi phơn mà nó có nước mưa đâu. Dạ. Yeah. Cái này mình kẻ ra là mình có phơi không chị? Không. Cho gà ăn luôn. Cho gà ăn luôn. Đâu có phơi đâu. Ít lắm, đâu có phơi đâu, nhiều á mới phơi được á. Ít lắm không có phơi đâu, cho đủ gà ăn à. Ở trên này ngoài chăn nuôi với cắt cỏ ra thì anh chị còn làm gì nữa không? Có khi rảnh đi làm thuê, không có rảnh thì có công việc ở nhà thì làm ở nhà. À, làm ở nhà thì con rể đi làm vậy, con đi làm bề bá thôi, đâu có làm xa đâu, làm ở gần đây không à. Rồi con cái có đi cái người con trai đó còn đi học không? Con trai đó thì đi làm thuê không, chứ con trai không đi học nữa. Bữa năm trước thì học lớp 9, hết lớp 9 xong rồi đi nghề vũ. Để nghề vũ xong rồi ra quần nghề vũ xong rồi đi kiếm việc làm chứ. À, nghề vũ xong rồi đi kiếm việc làm. À. Rồi làm công ty hay là làm gì chị? Làm kho gạo ở chùa Vinh Hy á. Làm kho gạo. À. Làm một tháng được nhiều tiền không? Đó, có lấy bằng tháng đâu, lấy bằng ngày, tự mất bao nhiêu thì có nhiều, có đâu có dắt bao nhiêu, 200, một ngày 200 ngàn á, tiền đó đâu có đủ mua bắp cho gà đâu. À, làm cũng không đủ mua bắp cho gà nữa. Mua gạo ăn một ký, hai ký vậy. À. Rồi hàng ngày anh chị nấu cơm ăn hay là sao? Nấu cơm ăn chứ. Nấu cơm ăn? Nấu cơm ăn với gì? Không ăn với lại bắp lắp bắp đũa. À. Có canh mít thì ăn canh mít, không có canh mít thì ăn lắp bắp. À, cá lá sắn đó hả? À, lá bắp lấy sắn á, lá cái lá mà nó tuần tuần á. Lá mì đúng không? Hay không, lá đu đủ? Lá bắp á. Lá bắp cái củ móc ở trên đất á. Móc ở trên núi. À, trên núi rồi kiếm đó. Là cái cỏ này chị làm gì? Cho bò ăn. Cho bò ăn. Hạnh tượng bông ai hả kể hả mẹ ơ? Kim lông ơ mê dọa mê quê. Cái mùa này nó đang là mùa mưa này chị. Mình có trồng bắp lại không? Không, mua đây không có trồng bắp đâu, mua đây là hết mua trồng bắp rồi á, mua đây là mua bão rồi á, trồng không có được nữa. À, mà mùa bão mà không có trồng được. Dạ. Vậy mùa này thì mình làm cái gì? Mùa này có người đi làm thuê, có người ở nhà thì chăn nuôi bày bán vậy thôi. À. Còn không thì đi làm cỏ. Dạ. Dạ, mày quê dạ mà mày liêu nó có, mày à. Anh về chưa? Về rồi, nó gió anh sợ. Nó hát cơm lâm nữa. Đâu, chị kêu anh vô đi. Wow. Em tới em thăm nhà mình thôi, không có sợ. Dạ, mày quê, mà liều nó ngồi chị.
Dạ em không biết hút thuốc. Vâng. Đi làm về mệt quá rồi làm điếu thuốc anh hả? À, làm cho nó sức khỏe. Dạ. Nó quen rồi. Hút như vậy à. Hút thuốc tăng nó hào lắm. Thuốc này nó hút 2-3 ngày nó hết. Mua 10.000 uống nó hết. Hút 2-3 ngày. Dạ. Thuốc tăng một quế nó đủ 1 ngày thôi. Sáng giờ làm là cắt được một cái gùi cỏ này. Một bao cỏ. Một bao cỏ trên núi. Dạ, một bao như vậy thì một cái gùi như vậy về cho bò ăn được mấy ngày anh? Chứ 1 ngày à. 1 ngày? 1 ngày. Là mai lại mai đi cắt tiếp? Mai lại đi cắt tiếp. À. Thì gần đây đâu xa lắm. Xa lắm hả? Xa lắm chứ. Từ đây anh đi lên đó bao xa? Xa cứ 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ mới tới? Ừ, thấy. Thì đã dừng đó. Dạ. Tính ra là đi cũng khá là xa đó cả nhà. Xa. Đường núi mà đi như vậy là xa ừ. lắm đó. Phải đi xe đâu, đi bộ mà. Dạ. Đi lên núi nữa, lên dốc nữa. Ừ. Khổ. Dạ. Phải đi khỏi đi chứ. Thì không có là lấy cái gì mà bò ăn. Ở đây là người ta công hết rồi này. Dạ. Cái đất kim lâm không à. Tiền nào mà mua rôm. Không làm... có tiền mua rôm. Không. Không có gì. Rôm ở đây là một bó 20 ngàn. Dạ. 30 ngàn một bó. Không có tiền mua rơm mà mình phải đi cắt cỏ. Cắt cỏ, dạ. Nuôi bà mình thôi. Rồi nuôi bò vậy ừ. thôi. Ừ. Rồi chiều anh về anh làm gì? Ừ, làm với bà. Làm việc nhà không? Làm việc nhà. Ừ. Làm được gì thì mình làm thôi anh ừ. ha. Sáng anh đi làm, giờ về là đói bụng chưa? À, chưa, sáng ăn rồi mà. Sáng ăn rồi? Ăn, ăn một chén cơm đi. Ăn à. Cơm đi, ăn xong rồi đi. Sáng ăn cơm với gì? Ăn cơm với mắm ruột vậy đó. À. Mắm có canh thì ăn canh, còn canh không có canh thì ăn mắm. Mắm muối vậy thôi. Muối vậy. Thì có canh thì sướng rồi. Có canh thì ăn canh, không có canh thì ăn cơm không? Không, không. Thì mình đun nước, bỏ muối vô. À. Ăn cho nó mặn mặn. Bỏ nước cho muối vô ăn mặn mặn tí. Dạ. Là ăn không vậy thôi. Không. Có canh thì mình ăn canh. Một ngày anh ăn mấy bữa mà sáng anh ăn rồi giờ này không ăn? À, trưa thì ăn chứ. Đói mới ăn? À, đói mới ăn. Dạ. Có canh mới ăn. Còn có canh là tự tự ăn. À. Đi kiếm lá cây, ăn lá cây mình ăn được thì ăn được chứ. Là cái gì ăn được thì mình nấu ăn. Dạ. Không có canh mà không có cơm không á, là ăn không được. Dạ. Ừ. Nó không du. Mình có, thấy xuống bóng thấy anh mặc cái quần nó cũng rách khá là nhiều cả nha. Ồ, đi núi miếc mà. Dạ. Cái quần nó rách hết. Rách hết. Ừ. Cái áo này này, rách hết này. Dạ. Đi lên núi cắt cỏ cho bò ăn. Đi với bà. Việc mình làm vậy, mình thích nuôi mà mình đi kiếm cỏ cho ăn chứ bò ăn. Mình mua rùm không có tiền. Tiền mua cá, mua muối ăn mà không có, mua rùm cho bò. Tiền mua cơm, cá, muối ăn còn không có, lấy đâu rơm mua cho bò. À, mà thiếu cái bò nữa. Mà mua đủ cho bò ăn thì thiếu cho mình ăn. À, mua đủ cho bò ăn thì mình không có ăn. À, không có nữa. Không có muối mắm ăn nữa. Mình chỉ khổ đi cắt, đi lên núi cỏ cho bò ăn. Ở đây mà ta làm rẫy hết rồi mà không có cỏ bò ăn nữa. Yeah. Cỏ bên này, mưa này là nhiều này, cái mùa nắng là không có cỏ nữa, cỏ nó chết hết. Mưa này này có này, hay là mùa nắng bữa đó là cỏ nó chết tùm lum tùm la hết, cây nào cũng chết hết nữa, không có cỏ nữa. Nắng là chết hết? Ừ, chết hết. Không có cây cối, không có cỏ luôn. Cái mưa nó cái lá cây xanh. Đi làm về rồi hút điếu thuốc là khỏe anh hả? Khỏe, nó quen rồi. Quen rồi. Quen hút rồi.
Dạ. Hoặc mà làm có hút thuốc mà có xăng mặt mới đi được. Không có thuốc là đối thì đưa đỡ. Đói thì được nhưng mà không có thuốc là không được. Không có thuốc này là nước uống này là mình khổ. Yeah. Ăn thì từ từ mình tới nhà mình ăn được. Mình đói mình chỉ khổ tới nhà ăn. Là thuốc là thiếu một cái thôi. Yeah. Đi không được nữa. Đi không được nữa. Nó quen rồi mà. Yeah. Quen hút rồi. Là tết đồ đó. Là đồ vậy. Mình có ăn cá, ăn thịt gì không chị? Có thì hai được 5.000, 6.000 vậy. Mình mua cá, không có thì thôi. À. Mình cần bu ngọt với muối thôi. 5-6.000 có tiền gì đó là mới mua cá. À. 5-6 ngày mà không có tiền là mua bột ngọt với muối. Như muối không à? Muối không. Muối với bột ngọt con là đỡ ăn rồi. Hồi xưa đâu có về đâu. Ăn lặt thôi hồi xưa. À. Thôi như mình có gì ăn nấy chị ha. Ừ, mới sao mình sống sống được. Cái món ăn thường ngày mà anh chị hay ăn nhất là món gì? Cơm với lại canh lá rau, rau gì mình cũng ăn hết á. Rau gì cũng rau, ăn hết. Rau gì mà rau ăn á, mình cũng ăn. Rau gì ăn được mà hái được là ăn. Là ăn được á. Ăn với cơm. À, cơm bò muối với lại bò ngọt thôi, đâu với có muối. Bò cá gì đâu. À, coi như là ăn canh rau với muối, à, với cơm. À, với cơm à. Dạ, rồi chị nấu cơm chưa? Chưa. 11 giờ rồi chưa nấu cơm. Chưa, còn nấu ở nhà. Ăn xong rồi đi vậy. À. Rồi mấy giờ mới nấu tiếp? Ăn xong rồi. Ăn xong rồi? À. Ăn xong rồi mà lên vậy cho gà ăn nè. Còn cho bò ăn rồi. À. Rồi tiếp cho gà ăn nữa. Cho gà ăn nữa? À. Cho ăn, cho gà ăn xong rồi chắc đi về đi chăn bò chủ cái chung mã nè. Dạ. Rồi có về thăm con ở dưới làng không? Chiều mới về thăm con cháu ở dưới làng á. À, thăm ở dưới làng xong lại lên đây ngủ. À, còn 8-9 giờ ngủ. Ở đây đâu có nước tắm đâu. Nó tắm nước ở dưới làng không à. Ở trên này không có nước là về không, dưới làng nước, rồi. Nước màng ở dưới làng lên đây không à. À đưa rồi nước dưới làng lên trên này. À, đâu có nước đâu. Hay là đi qua suối múc nước xong rồi lên đây. Yeah. Cái chỗ mà xe móc lần mấy nè. Ừ. Xe móc xong rồi có nước trên đó thì mình lấy cái bịch mình múc vô xong rồi mình mang về. Lấy cái cành 20 lít á. Dạ. Mình mang về lên đây, cũng xa chứ. Từ dưới làng lên đây xa lắm hả? Không, gần thôi. Còn dạ. Một cái số vậy. À. Gần thì mới cũng xa một chút, đi làm mệt quá. Chiều mới mang bằng đêm mang lên đây luôn. Đem canh xuống xong rồi ăn xong rồi mang lên đây luôn. Ngủ qua rẫy luôn. À, ngủ dạ. Đây luôn. Ở nhà thì có hai đứa con ở nhà rồi. Nhà còn chọt lắm mà. Ở trên này mình có làm cái gì mình kiếm tiền được không chị? Không có cái tiền được gì hết, đất đai về đâu có kiếm tiền đi làm vậy cũng hát kem lông bát vậy. Mà đâu có làm được đâu. Ừ, coi như mình chỉ làm đồ ăn thôi. Khi làm đồ ăn, đi làm rễ thì hát kem lông bát rửa. Làm sao mà có tiền đi mua rượu nữa. Dạ, bắp còn không đủ ăn lấy đâu bán nữa hả chị? Bắp còn có đủ mà ngay biết có người trẻ tuổi á, biết chở đi làm công ty cùng người già cao tuổi thì đâu có biết đi làm đâu. Ừ. Đi làm thắt rễ đồ con hát cơm lâm bát. Cây thì được 1 tuổi người ta cho phát, còn 2 tuổi, 3 tuổi người ta không cho phát nữa. Dạ. Người ta cấm á, tại sợ mưa đồ ăn sắc lỡ trên núi đó. Con kiếm bê bà như vậy thôi. Dạ. Kiếm được 2-3 ngàn đủ tiền mua thuốc hút vậy á. Mua thuốc hút hả? Dạ.
Có hút thuốc? Có chứ sao không có. Hai vợ chồng cũng hút hết á. Hai vợ chồng hút thuốc luôn. Ở nhà có con tay hút nữa. Dạ. Chứ con rể không có biết hút thuốc, chỉ hút rượu thôi. Nhưng mà mình có tiền mình mới mua hả? Có tiền mua, không có tiền thì thôi, mình nhìn. Dạ. Cái bao ở đằng sau lưng của chị là bao gì? Bao cỏ cho bò ăn. À, bao cỏ cho bò ăn. Các cỏ bỏ trong bao xong rồi mang xuống. Tại vì mang cỏ thì để cái về quỷ vậy thì chọc cái đường xuống á, đường hẹp á. Dạ. Hôm nay em tới em thăm chị nè. Chưa có gặp anh chút xíu anh mới về chị ha. Chắc chút xíu mới về á. Dạ, em tới em thăm chị thì em có mang theo một phần quà em gửi cho chị. Chị vui không? Rất vui chứ. Hồi nào giờ có ai tặng quà cho chị chưa? Gia đình mình chưa? Không, không có ai tặng gì hết á. Chỉ là sung sống mình kiếm tông trai mình không à. À, tự tay mình thôi. À, tự tay chị đi làm có hay ăn không có thì thôi chứ sao nữa. Hồi nãy em vào á, chị có nghĩ là em sẽ tặng quà cho chị không? Không, không biết ai là tặng quà đâu, đâu có biết quen ai đâu. Người ta lạc đường đổ, người ta kêu mấy chị đường cho người ta đi vậy thôi. À, cứ tưởng là em lạc đường em kêu hả? À, sợ người ta đi làm con chim đũa, người ta lạc đường thì người ta kêu chị đường cho người ta đi về vậy thôi. À, chị không có nghĩ là em tới em tặng quà? Không có tới tặng quà đâu, đâu có biết ai đâu. Rồi bây giờ em tặng quà cho chị nè. Một phần quà sẽ có 10 kg gạo, rồi có cá cơm khô, 1 kg cá cơm khô, 1 kg cá ngân khô, có gạo, có cá. Mình có nấu cơm ăn không chị? Có chị làm có. À, bây giờ em gửi quà cho chị, chị nấu một bữa cơm, hai vợ chồng ăn cơm, chị nha. Có nấu ăn không hay là mãi tối mới nấu? Ăn trưa rồi. Buổi trưa ăn chưa? Chưa ăn rồi. Bây giờ chưa tới giờ trưa mà ăn rồi? Ăn trước có khi ăn khoảng buổi sáng tới bây giờ thì ăn 8 giờ hoặc 9 giờ hoặc 11 giờ cũng được, 12 giờ. Mình thích dưa nào mình ăn dưa đó thôi. À, coi như là cái giấc nào mình đói là mình ăn. À, mình chứ không có nhất thiết là phải trưa. Không. Mình đợt, ở rễ thì đâu có thời gian nó cơm đâu, mất về nhà chăm sóc cho cháu nữa, cháu nhỏ. Dạ. Mẹ nó cũng bận á. Ở đây là những cái trái bắp chị lấy về này. Hình như em thấy cái này nó cũng bị hư á chị ha. Thiếu dinh dưỡng lắm. Thiếu dinh dưỡng. À, thiếu trái dinh dưỡng nó cũng bị nước mưa á. Đấy, không mưa thường xuyên á. Cái giỏ này có gì trong này? Giỏ đó giỏ ông đưa tin cái ná. Dạ. Yeah. Để tính bỏ tin cái ná xong rồi đi săn ở về rừng á. Dạ. Yeah. Có ba bèo à. Bèo mình sao mình lo vậy, có một điểm lọ. Ở trên này mình có điện không chị? Không, không có điện đâu, tiền nào mà kéo điện ở làng ở trên đây đâu, đâu có tiền bạc đâu. À, nó dài, giờ điện nó dài lắm, không có tiền mua đâu. Rồi buổi tối mình ở thì anh chị lấy ánh sáng ở đâu? Nhớ sắc cái đèn bình chứ. Đèn bình? Dạ. Dạ. Mình xoay đèn bình lại cho nó sáng. Đây là cái canh, canh nhà. Thì anh chị đang ở luôn trên này thì mình gọi là cái căn nhà nha cả nhà. Thì nếu mà bình thường bà con không ở thì nó là cái chòi ở trên rẫy, trên núi bà con đi làm. Còn đây là anh chị ở định cư ở trên này luôn. Thì coi như là cái nhà của anh chị ha. Cái nhà ở dưới làng á, thì nhỏ cả nhà. Không có đủ chỗ cho gia đình ở. Không có đủ chỗ thì cha. Trên này thì tôi mới thấy những cái dụng cụ anh chị làm đồ này kia thì nó cũng đơn sơ thôi cả nhà. Nó chả có gì hết trơn á. Thế ăn cái... ở đây luôn mà. Trong cái nia kia em thấy có mấy trái đậu đó.
Mình để làm gì chị? Cái đậu này, đậu này mình đậu đen á, mình trồng. À, mình trồng. Mình trồng này có nhiều thì mình bán. Dạ. Hay ít vậy thì mình trồng để làm giống. Có nước mưa nhiều thì mưa thường xuyên thì cái đậu đó thì có giá một ký 12.000 cũng đủ ăn vậy. Chị làm bắp cũng nhanh quá ha. Làm nhanh cho nó con gà ăn chứ làm chậm mà gà đói đúng không? Hồi nãy chị có nói với em á, là mình xây cái nhà dưới làng đó. Mình làm cái nhà dưới làng cho các con ở là mình vay tiền mình làm hả chị? Dạ, vay được 100 triệu vậy nhà nước á. Vay 100 triệu làm nhà thì được 80 triệu. Dạ. 80 triệu đó, căn nhà nhỏ thôi, đâu có đủ lớn đâu. Dạ. Còn 20 triệu đó mình mua bò nuôi. Mấy mùa năm nay thôi, năm trước đã có mua đâu. Mua yeah. Một đứa, một con miệng con đó. Bò năm nay bán được giá không chị? Con rẻ. Bò bán rẻ hả? Mình mua nuôi thì nó có giá. Mình bán lại đâu có giá đâu. Con giống hàng chuối vậy. Con mua nuôi thở. Nếu sống đủ khả năng thì sống được thì mình nhờ, không có sống được thì mình ăn thịt vậy thôi. Nhưng sao là mình nuôi rồi, trong nhà mình nuôi rồi, nuôi thử á. Nuôi thử ha. Nuôi thử. Nuôi thử, nếu mà nuôi được thì... Nuôi được thì sau này kiếm lại. Dạ, rồi nó đẻ. Nó đẻ thì nó kiếm lại mùa con hay con gì á. Chân đi làm thuê làm mướn gì ở trong làng đâu có làm gì mà có cho người ta làm thuê đâu. Đi làm thuê cũng đi xa. Đâu có trên đây có người ta kêu làm đâu, đâu có biết chở đâu mà người ta đi làm công ty. Không có biết chữ cho nên là không có đi làm công ty được. Biết chữ mà nên người ta đưa đi làm công ty á. Không có biết chữ, đi hay cà phê đồ á. Dạ. Đi kiếm mẹ bạn vậy thôi. Kiếm vậy đồ, biết đủ ăn, biết không. Ta chú quán ăn trước rồi á, ta sau thì mình kiếm. Mình đi làm mà có tiền quán cho lanh đồ á. Không có làm có tiền thì quán đâu có cho lanh đâu. Mình hái đủ ăn thôi hả chị? À, có nghĩa là mình bây giờ mình hái cái đọt sẵn đúng không? Luộc ăn chung. Luộc ăn chung mới ngon. À, luộc ăn chung mới ngon. À. Cái bụi sắn này là nó tự mọc hay mình trồng chị? Mình trồng ta. Mình trồng mình ăn đấy hả? Dạ. Không có tự mọc gì hết á. Mình trồng không à. Trồng xong rồi mình lâm rào anh về. Ở trong rào này sợ bỏ nó ăn á. Vậy coi như là mình ăn rau với muối, với cơm thôi. Ăn vậy thôi cho nó sống sống. Dạ. Có cơm thì ăn, không có cơm thì ăn với bắp. Ăn nướng bắp ăn. Bắp ăn. Nướng bắp non ăn á. À, nướng bắp non ăn. Thuốc mình hút một ngày mình hút mấy điếu chị? Khoảng 10 điếu vậy. Trời ơi, một ngày 10 điếu luôn. Dạ. Hút ít thôi chị, hút thuốc nhiều nó không có tốt. Cho nó chết sớm. Mình quen rồi hả, sao? Bỏ thuốc không có được á, đi đâu phải có thuốc á. Ồ. Không có thuốc thì giống người say ke luôn á. Giống người say luôn. Không chịu được luôn. Không chịu được đâu. Hết lơ bơ thì nó cố gắng nhìn.
tại nhà thì phải du mua lại. À. Không có tiền mua thì kiểu con mua dùm. Con thương mẹ thì phải mua cho mẹ một gói thuốc nữa. Họ hút thuốc á, họ quen rồi cả nhà, họ bỏ không được. Bỏ không, không có thuốc là họ không làm được cái gì luôn nữa cả nhà. Nó nhìn vô người ta bệnh đũa. Dạ. Đi làm xa con về đi hai cà phê á, con hút thuốc về vừa tay đi làm, miệng con hút thuốc về. Mình hái rau về là mình luộc mình ăn với muối hả chị? Dạ, bỏ muối với lại bông ngọt vô. Mình nấu nước xui sẵn xong rồi mình bỏ chút rồi mình nấm. Nấm với nước xui xong rồi dỡ lên múc ăn. Cái vùng ở trên này số mất tự nhiên lại thấy có rau lang cả nhà, có rau khoai. À, những cái nơi trước số mất đi không có rau luôn nữa cả nhà. Họ chỉ ăn lá mì và lá đu đủ thôi. Còn ở trên núi này của vợ chồng anh chị thì lại có rau khoai. À, rau khoai khi mà luộc lên ăn với muối cũng ngon nữa cả nhà. Chị, cái nước rau khoai này nè, mình luộc lên cái nước mình làm canh mình ăn rất là ngon luôn. Mình có ăn canh nước rau khoai bao giờ chưa? Ăn miết mà. À, có ăn nước luôn ha? Dạ. À, dạ. Ăn nước chấm với cơm nữa. Vậy là mình nấu canh? À, nấu canh. Nấu canh rau khoai. Mình bỏ rau muống nữa. Dạ. Mình mua rau muống xong rồi mình lấy cái lá chuối cái chùm mà non non á, đi già đó để cho con heo ăn. Xong rồi non là mình nấu ăn. Luộc ăn với luộc rau muống vậy. À, mua rau muống. Chứ trên này đâu có rau muống chị hả? Không, mua không à. Mua. Không có ai toan rau muống đâu. Có tiền là mua. À, có tiền thì mua, không có tiền thì thôi. Đâu rồi, cái lá sánh chị bỏ đâu rồi? Bên dưới hả? Bỏ dưới nè. À, dạ. À. Quen ăn rồi ăn gì cũng được hết á. Ăn cái gì cũng được hết. À. Quen rồi chị ha? Quen rồi. Quen miệng ăn về rồi, đã có miệng ăn cá, cái, ăn thịt đâu. Cái lá sắn này là chị ăn được cái lá non, cái lá bự bự nó có ăn được không chị? À, lá bự bự đó thì hay nó đắng. Nó đắng hả? À, lá tơ mọc về này nó mới ngon nè. À, lá tơ mọc là nó ngon hơn. À, lá nó già rồi nó đắng. Không có mim nữa đâu. Lá vậy mới mim được nè. Nếu mình có tiền á, mình mua ít cá, mình bỏ vô để ngon hơn á. Dạ. Có tiền mua cá, bỏ vô nấu canh ăn là ngon hơn. À, không có thì thôi chứ ăn vậy. Không có thì thôi ăn với muối. Được rồi chị ha. Nó có cái rau sắn vào là nó ngon hơn hả chị? Rau xanh với rau đây có ngon bằng nhau à? À, ngon bằng nhau. Ừ. Xong rồi mình lấy nước mắm mình chấm ăn á. Mình lấy đũa mình gập xong rồi mình lấy mắm mình chấm ăn. Dễ lên nè. Chị ăn lá sắn. Ăn thở. Dạ. Lá sắn với rau lang cả nhà. Hả? Nó cho trộn hả? Nó cho trộn hả? Trộn được chưa hả?
Mà cho bạo vợ có tôm. Có mắm thì mình ăn mắm, không có mắm thì mình ăn muối hả chị? Dạ. Chấm chút mắm ăn chứ. À. Tại vì bỏ muối bỏ ít lắm hay lạc ha. Ăn về mới ngon á. Nó đậm đà hơn chị ha. Ừ. Nó viên nè. Bột thịt lại à. Có sợi không này. Có đắng lắm không chị? Không có đắng đâu. Lá non mà không có đắng đâu. Lá bự bởi em nói nãy thì nó đắng. Dạ. Lá bự là đắng. Ừ. Lá non là không đắng. Chị cho em một cái lá rau sắn em thử chấm mắm coi. Một lá thôi, nhiều quá. Dạ rồi. Sư bác mời cả nhà nha. Anh thử cái lá sắn non. Chị luộc xem sao nha. Đây chấm mắm nè cả nhà. Đó. Mời cả nhà nha. Ngon lắm cả nhà. Không có đắng gì luôn vậy ha. Không à, không có đắng. Lá non mà nó bở, nó già, nó đắng á. Nó già mới đắng, lá non là không đắng nha cả nhà. Lá non không có đắng đâu. Có cá bò vua nó ngon hơn nữa. À. Tại vì không có cá, dạ. Với bông ngọt với muối thôi. Hai bé bỏ rồi. Ngày mai là mình có cá rồi nè. Có cá rồi, bỏ cá thử. Bỏ cá vô ăn nha. Ăn với bắp này là ngon này. Đó. À, ăn với bắp. Bắp nướng này anh hả? Nướng. Anh sao em chưa biết ăn luôn á? Chưa biết ăn hả? Dạ. Dân tộc miền núi mà. Nhưng mà giờ bây giờ ý là mình ăn lá sắn xong mình ăn với bắp hả? Hay bắp mình bỏ vô rồi mình lấy lên lá này xong rồi mình chấm vô rồi mình ăn. À hay nha. Ăn. Anh ra ăn chung với chị luôn cho vui nè anh ơi. Bà giận già. Mình ăn chung vợ chồng cho nó tình cảm chứ. Buổi trưa thì ăn lá thủ đô này này. Hồi xưa ăn lá thủ đô. Lá phải lá non đó nhỉ, lá già nó chín rồi mà. Buổi trưa ông già nó ăn á. Cho mình ăn khổ lắm. Dạ. Buổi trưa bữa nay mình để con đi cháu mình trồng khoai cây nè, khoai mì á, người ta kêu khoai cây. Yeah. Khoai mì, khoai lang đó là khoai lang này, là khoai mì này ăn thì là... ở trên núi là sung này, là sung ở trên núi á, là cây sung. Dạ. Là sung ăn cũng ngon chứ, là hồi xưa bữa nay cũng ăn dễ. Anh ngồi lui vô đây này. À, với chị luôn, em quay cho dễ. Là cái bịch cơm này sáng anh mang đi làm. Về đi làm cắt bữa sáng đi cắt đi cô bỏ. Dạ. Đấy, mang cùng thiêu. Rồi mình đói mình ăn, không có đói thì mang xuống lại. Anh đi, anh ăn cơm với chị đi. Em ăn thử cái này coi. Ăn thử. Ăn thử cái bắp này chấm với mắm này. Nhập bắp muối. Đây cả nhà, bắp này anh chị nướng rồi. Ăn cái này với rau sắn nha, ăn thử. Chị cho em miếng rau sắn. Đây đây, em lấy cái đầu đó, đúng rồi. Đó. Đây đây, lấy đuôi này này. Dạ. Bỏ vô đây, ngay đũa gắp. Đó là khoai mì. Khoai mì. Khoai mì. Là khoai này là khoai lang. Mời cả nhà nha. Sói. Ăn thêm nè cả nhà. Cơm này. Ngon quá. Ăn cơm này. Dạ, anh dùng đi anh. Nghiền miếng. Dạ, anh dùng ít đi. Ăn ít nhiều. Ít ăn ít nhiều.
có nhiều ăn nhiều, có ít thì ăn ít. Dạ. Cứ ăn. Ngon lắm cả nhà, cái lá sắn mà ăn có với... Có răng thì mình nhé, nó ngon. Còn dạ. Có răng ấy, ăn nó ngon. Ngon quá. À, hôm nay em tới em thăm gia đình mình nè, thăm anh chị. Thì em có mang theo một phần quà của Mạnh Thường Quân. À, các anh chị gửi đến bà con mình. Thì hôm nay em mang tới em gửi cho anh chị là 2 thùng mì, 10 ký gạo, 1 ký cá ngân khô, 1 ký cá cơm khô size lớn này, 3 bịch muối, 2 bịch bột ngọt, 2 chai nước tương, rồi 2 chai dầu ăn nữa, em gửi cho anh chị nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, phần quà ngày hôm nay thì Xuân Bắc cũng sử dụng cái số tiền của chị Hoa Đỗ, chị ở bên Mỹ, chị gửi về. Ngoài ra thì có sự phát tâm mà tối vùng vàng của các anh chị chung tay, đó là anh Vũ Nhật Bảo Quang Đạo, chị Nhung Vũ, chị Ngọc Đỗ, chị Hoa Đỗ và anh Trung Lý. Thì em cảm ơn tấm lòng vàng của các anh chị đã phát tâm gửi những cái phần quà đến cho bà con khó khăn miền núi. Rồi em xin phép em gửi cho anh nha, cho chị nha. Anh chị gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp em nha. Chị cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm em. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ, đã gửi phần quà cho gia đình mình. Dạ thôi, vậy em gửi cho anh chị nha. Anh chị cũng không có rành tiếng kinh lắm ở cả nhà, cho nên là thôi... Hay nó rung rung lắm. Dạ, rung rung lắm. hay nó rung lắm. Dạ. Số mắt cũng đại diện gia đình. Cảm ơn tấm lòng vàng của các anh chị, cô chú Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Cảm ơn các anh chị đã mở tấm lòng vàng, gửi những cái phần quà đến cho bà con khó khăn miền núi. Bây giờ em gửi cho anh chị những cái phần quà nha. Cá này thì không biết là... Mình sẽ làm món gì ăn chị? Nấu canh chua ăn á. Nấu canh chua hả? Dạ. À. Còn mì thì mình pha chế, mình ăn thôi ha. Chế nước sôi mình ăn nè. Sôi ăn. Còn cái cá cơm này thì chị làm món gì? Bỏ với canh ăn. Canh ăn luôn. Dạ. Người đồng bào á cả nhà, họ thường á là số mắt thấy là cá là họ hay nấu canh. Nấu canh chua họ bỏ trong cá vô trong canh á là họ ăn. Để cho cái canh nó ngọt đó, nó có cái vị đó, cả nhà. Dạ rồi, em gửi anh này, anh bịch chị bịch ha, chia nhau nha. Hai vợ chồng chia nhau. Nói vui với anh chị chút xíu chứ em để ở đây nha. Rồi, cả nhà thân mến, đây là cái hoàn cảnh mà ngày hôm nay Xuân Bắc chia sẻ trong tập này. Cảm ơn cả nhà yêu thương rất là nhiều, cảm ơn tất cả quý vị khán giả khắp mọi nơi đã yêu thương, đã đồng hành cùng với ba anh em chú cháu kênh Xuân Bắc Vlog. Xuân Bắc xin phép được kết thúc video ngày hôm nay ở đây. Tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Tiếp tục chia sẻ về đời sống bà con miền núi. Cảm ơn cả nhà yêu thương nha. Chia sẻ thêm với cả nhà nhé. Đây là cái cuốn sổ tay. Thì trong cái cuốn sổ tay này, Xuân Bắc cũng đã có quay, có chia sẻ rồi. Trên cái cuốn chia sẻ này á, thì Xuân Bắc có ghi lại tất cả những cái số tiền các anh chị, cô chú, Mạnh Thường Quân hỗ trợ, người nào hỗ trợ bao nhiêu tiền thì Xuân Bắc đều ghi lại hết và đều có cái số thứ tự đánh ở đây. Đó, số thứ tự hết. Thì trong một phần quà khi mà Xuân Bắc trao đến bà con miền núi, giống như cái phần hỗ trợ gần nhất của Xuân Bắc nhận được là chị Hoa Đỗ này. Đó, chị gửi cho kênh tổng số tiền là 19 triệu đồng. Trong đó có rất là nhiều sự... chung tay của anh Vũ Nhật Bảo 5 triệu này, chị Nhung Đỗ 2 triệu, chị Ngọc Đỗ 2 triệu, chị Hoa Đỗ 5 triệu và anh Trung Lý 4 triệu thì tổng là 19 triệu. Ngoài ra thì còn những cái sự hỗ trợ của các anh chị cô chú ở đây. Những cái phần quà mà Xuân Bắc quay trong cái tập nào á thì mình kênh đều để trong cái phần bình luận rất là chi tiết cái số tiền cũng như là cái phần quà, thì để cho các anh chị cô chú Mạnh Thường Quân tiện theo dõi. Một lần nữa Xuân Bắc gửi lời cảm ơn tới tấm lòng của tất cả các anh chị, cô chú, quý vị khán giả rất là nhiều.
Rồi, em gửi anh chị ha, anh chị mang vào nhà nấu cơm nhá. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi, thôi mang vào nhà luôn anh ha. Em mang vào nhà cho anh chị luôn nhé. Dạ. Dạ, vui chị. Dạ, dạ. Dạ, chụp lắm. Rồi, anh cầm giúp em.